Chào các bạn. Hôm nay mình cập nhật chia sẻ với các bạn cây túc bonsai mini của mình. Cây này là mình được chuyển đổi từ em túc chân dài thành em túc chân ngắn nụ lực đấy các bạn. Bữa trước là một cây cao và có đoạn là thân bên dưới hơi cứng thì mình chiết ra đây. Đấy, thì năm ngoái thì mình đã chơi Tết. Đấy, lúc bây giờ là mình mới cắt chiết ra, mình đã chơi Tết rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì sau một thời gian thì các bạn thấy này, em phát triển là rất là tốt. Thì cách đây khoảng 10 ngày thì mình cũng đã vặt hết lá đi rồi. Và mình đã thấy đến nay thì mình thấy nó đùn quả ra. Quả hiện nay cũng đã bằng đầu đũa nhỏ. Thì rất là phấn khởi, mình chia sẻ cùng các bạn luôn. Các bạn thấy đây là quả. Nay mai những cái đầu mầm này nó bật nọc lên thì màu nó sẽ có màu tím tím đỏ đỏ, trông rất là đẹp. Và kết hợp với có quả này nữa thì có các bạn nhìn rất là thích mắt. Với cây túc này thì báo cáo các bạn này, quả nó cũng không phải là được to lắm. Cây này thì loại này thì nó chỉ to bằng đầu đũa hoặc là đầu ngón tay nhỏ thôi các bạn ạ. Nhưng mà nó số lượng quả thì đây là nửa đầu thì cũng các em cũng còn khiêm tốn. Nhưng mà sau này thì càng ngày dần dần báo cáo các bạn cái giống này nó ra quả thì các bạn nó sai đắp vào các bạn ạ. Rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Các bạn nhìn tổng thể cây. Rất là mềm mại và lùn lực. Đây là cái phần quả phúc đấy các bạn. Các bạn thấy chi dăm như thế này. Đấy, trông nó không được, cũng chưa đến được dày lắm. Nhưng mà khi các em bật lọc lên thì các bạn thấy rằng rất là đẹp các bạn ạ. Thì cây túc này lá nó to hơn. Đấy, và nó nhiều lá hơn. Đấy, các bạn ơi.
Đây, các cái đầu cành cái em cũng đang phát triển, nó sắp sửa bật lọc đây các bạn này. Đấy. Mong rằng là từ đây đến Tết thì em bật lọc nó hợp lý và nó vừa đúng dịp. Đấy. Với cái dăm như thế này, nó có các bạn là cái bật lọc lên thì trông rất là đẹp mắt. À, đỏ mơn mởn lên thì rất là đẹp. Còn đây là gốc vệ. Gốc vệ này thì nó tầm khoảng 30 đi các bạn ạ. Em phát triển rất khỏe. Đây các bạn này rễ lên xuống cả dưới đáy chậu đây. Đấy. Và mình cũng đã cắt đi một lần rồi. Nhưng mà tiếp tục em lại ăn tiếp ra như thế này rất là khỏe các bạn ạ. Giống này khỏe lắm. Nhưng mà phấn khởi nhất là lần này là lần đầu tiên và cũng là nước quả đầu tiên thì cũng lại vào dịp Tết này. Đấy, thì là cực kỳ phấn khởi các bạn này. Cho dù nó chưa được sai quả, chưa được nhiều quả lắm, nhưng mà nó đã có quả vào đúng dịp Tết, cực kỳ là phấn khởi. Còn vết sẹo này thì cũng đã bắt các bạn thấy nó cũng đã mím đã kéo. Đấy. Cũng đã rất là đẹp. Đấy. Tiến tới nó kéo đầy được vào thì lâu ngày dần thì trở thành cái đường lượn của thân. Cũng rất đặc biệt. Đây là các cái đường dăm của tay. À, trông thế này thôi nhưng mà khi nảy lọc lên là dăm rất dày rất đẹp, trông rất đẹp các bạn ạ, rất là nhiều lá. Mình sẽ quay tổng thể toàn bộ tổng thể cây cho các bạn xem. Tổng thể cây này em chỉ cao tầm khoảng 5-60 phân thôi các bạn này. Đấy, mà rất là mềm và rất là nụ được như thế này. Rất là đẹp. Đấy. Tết này mình đã có một cái cây túc bonsai mini mình chơi Tết rất đẹp. Này này bắt đầu là có quả. Thích nhất là các em đã cho quả đúng dịp Tết, nứa đầu tiên, nứa bói các bạn ạ. Đây là những quả túc bói.
Thế thì hôm nay mình thấy ký túc sau khi vặt đá được ít hôm thì các em đã cho nước quả đầu tiên ra bói và vào đúng cái dịp Tết này, mình rất là phấn khởi thì cập nhật chia sẻ cùng các bạn. Đấy. Nay mai khi nào em lấy lọc đầy đủ lên thì mình tiếp tục cập nhật chia sẻ các bạn. Tiếp theo thì hôm nay này mình mừng rỡ quá thì mình chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.